Không biết cho sói có ăn táo không ta? Bạn về cái trái táo của bạn đi. Cho sói ăn thịt chứ không có ăn trái cây đâu. Shh, nói nhỏ thôi, để mình đốt lửa lên. Đúng rồi, thú hoang rất là sợ lửa. Nổi lửa lên đó mày. Oh yeah. Bùm 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 cháy lên đè. Chết rồi, lúc nãy đốt hết diêm rồi. Bùm. Hả? Lúc nãy đốt chi nhiều, rồi bây giờ chết chùm luôn rồi nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. À, không có diêm thì mình làm theo cách truyền thống. Thôi kỳ này tiêu lực rồi, trước khi chết cũng phải ăn cho no mới được. Tôi chứa bao nhiêu thứ mà gần chết chỉ có kẹo cao su để ăn thôi. Mình nhớ rồi, mình có cách rồi. Giấy bạc có khả năng dẫn điện. Nếu ta dẫn điện từ cực âm với cực dương của cục pin thì gặp dao như vậy nào thì nó sẽ bốc cháy. Yeah, chúng ta được cứu rồi. Được rồi, tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. À, 100% bụng bự ngủ rồi. Thôi, lại cần bụng bự ngủ cho ấm. Ê, dậy đi, có mấy bay tới cứu mình kìa. Chết rồi, máy bay không thấy mình. Nhanh lên, chia đóng củi lớn thành ba đóng củi nhỏ, đó là tín hiệu cứu nạn quốc tế. Thổi cho khói lên đi mấy bạn, thổi mạnh lên, mạnh nữa, mạnh nữa. Trở về với văn minh, được ăn đùi gà rồi. Không phải ăn táo trừ cơm, về nhà ăn đùi gà trừ cơm luôn. Yeah. Mai mốt á, không bao giờ đi máy bay nữa đâu. Có đi còn không đi chung với bụng bự nữa. Không quan tâm. Đùi gà ơi, ta tới